Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Quên nghi phạm tiết lộ. Lúc sinh thời, cố ca sĩ Phi Nhung từng hạ sinh con trai ở Việt Nam. Trên trang cá nhân, ca sĩ Phi Nhung vừa đăng tải hình ảnh cô ôm một bé trai sơ sinh với chú thích: "Mẹ Nhung chào em mang may mắn đến cho cả nhà em nhé." Qua những bình luận cô trao đổi với người hâm mộ, có thể thấy bé trai này bị bỏ rơi trước cửa nhà của nữ ca sĩ. Với tình yêu thương dạt dào, bà mẹ đồng con nuôi nhất showbiz Bích Việt đã dang rộng vòng tay đón bé trai này về với gia đình mình. Phi Nhung cho biết cô không muốn tiết lộ nhiều thông tin về em bé vì sợ khi con lớn lên sẽ buồn. Chỉ muốn chia sẻ việc nhận thêm con và mong muốn mọi người chúc phúc cho em bé. "Tôi chỉ mong những người làm cha làm mẹ phải có trách nhiệm với con cái, đừng bỏ rơi các bé bơ vơ rất tội nghiệp. Trường hợp bỏ con thì tôi nghĩ các bà mẹ của các bé còn nhỏ. Tuổi, ăn chưa no lo chưa tới mới có suy nghĩ nông cạn như vậy. Chứ bà mẹ nào cũng yêu thương con của mình cả. Tôi hy vọng đừng ai bỏ rơi các con nữa, vì trẻ em là tương lai của đất nước. Mong các bà mẹ hãy cố gắng chăm sóc, nuôi dạy các con nên người", nữ ca sĩ nói. Trước đó, giọng ca trèo lên bản thượng từng khiến nhiều người bất ngờ khi lần lượt nhận nuôi 22 trẻ mồ côi. Trong nhiều lần giao lưu với người hâm mộ, nữ ca sĩ hải ngoại chia sẻ vì từ nhỏ bản thân đã sống xa cha mẹ, làm việc vất vả, lo cho gia đình nên rất thấu hiểu sự mất mát của những cô nhi cô lỡ. Tuy nhiên, Phi Nhung cũng chia sẻ sức mình có hạn, không thể ôm hết mọi thứ nên hy vọng mọi người sẽ cảm thông và không bỏ rơi các bé nữa. "Bàn tay tôi nhỏ bé lắm, trái tim cũng không thể dung chứa thêm nhiều tình cảm nữa. Bao nhiêu con cái đầy đủ rồi để tôi tập trung lo nuôi dưỡng các bé. Nhiều con quá tôi không thể lo nổi, mọi người thông cảm", Phi Nhung trải lòng. Nguồn thu nhập để duy trì cho mái ấm của Phi Nhung hiện tại đến từ cát xê của việc chạy show đi hát và doanh thu nhà hàng chay của cô. Nhưng do tình hình dịch bệnh nên cô cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Ngoài con nuôi, nữ ca sĩ giàu lòng nhân ái còn có một cô con gái ruột hiện đang làm y tá tại Mỹ. Con gái Phi Nhung cũng từng trả lời biết bao nhiêu báo chí rất ủng hộ công tác thiện nguyện của mẹ và cô cũng yêu thương các em do mẹ nhận nuôi. Hôm nay ngày 28 tháng 10, tròn một tháng giọng ca bông Điên Điển qua đời. Trên trang cá nhân của mình, quản lý cố ca sĩ Phi Nhung chia sẻ status đầy ngắn gọn nhưng khá nghẹn ngào. Trước đó, khi hay tin Phi Nhung mất, anh đã không khỏi xúc động mạnh khi nhớ về người em quá cố. Anh tâm sự, "Phi Nhung thích được đi chơi lắm. Sa te lần này cũng giống như những lần đi nhưng thiếu sự hiện diện của một người." Bên cạnh đó, anh còn bộc bạch gia đình mong muốn giữ hình ảnh của người nghệ sĩ tài hoa trong lòng công chúng. Cả gia đình cùng nhau thực hiện những tâm nguyện, kế hoạch giang dự của cố ca sĩ Phi Nhung. Ca sĩ Phi Nhung mất lúc 12 giờ 15 phút trưa ngày 28 tháng 9 tại bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh sau 1 tháng rưỡi điều trị Covid-19, hưởng dương 51 tuổi. Giọng ca bông Điên Điển sinh năm 1970 tại Gia Lai, trước đó khi sang Mỹ định cư nổi danh với các ca khúc. Bông Điên Điển còn thương rau đắng mọc sau hè, áo cưới Cà Mau, trèo lên bàn thượng, vân vân. Sau nhiều năm thành công ở thị trường hải ngoại, năm 2005 cô về nước để ca hát. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, nữ ca sĩ còn kinh doanh cán chay và tích cực hoạt động thiện nguyện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.